Rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái mạch điện, cái bài tập về điều khiển kính chiếu hậu. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát trước nha. Đây chúng ta có cầu chì. Cái hình đây là hộp cầu chì, đây là cái hộp đầu nối. R5 này là cái công tắc điều khiển kính chiếu hậu. Trong công tắc này nó sẽ tách ra làm hai phần. Cái phần bên đây là phần chọn kính. Cái phần chọn kính này đúng ra là nó sẽ có một cái nét đứt ở đây này. Tức là khi ở đây chúng ta mà gạt gạt về RH, tức là chọn kính bên phải, cái này chọn kính bên phải ở đây, thì công tắc này nhảy qua đây thì cái phần bên đây nó cũng nhảy theo. Còn khi chúng ta có chọn kính bên trái thì cái này nó nhảy qua bên LH thì cái này cũng nhảy theo bên LH. Rồi trên cái cụm công tắc này nó có thêm cái công tắc là công tắc điều khiển. Tức là sau khi chúng ta chọn cái kính bên trái hoặc là kính bên phải rồi thì chúng ta sẽ chọn là điều khiển kính bên trái xoay qua trái hoặc xoay qua phải. Điều khiển kính bên phải xoay qua trái hoặc xoay qua phải, và điều khiển kính bên trái up hoặc là down. Điều khiển kính bên phải up hoặc down. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta xem khảo sát cái motor. Motor này là motor loại đơn giản thôi. Có motor này có ba chân, có hai motor thì có một chân chung, thì sẽ có một motor điều khiển xoay qua bên trái hoặc bên phải và một motor điều khiển up hoặc là down. Tương tự như vậy, cái motor của motor bên đây cũng vậy, có một cái motor điều khiển bên trái xoay qua trái hoặc bên phải, còn một cái motor điều khiển up hoặc là down. À, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập đầu tiên. Bây giờ người ta yêu cầu là khi chúng ta bật chọn kính bên trái và bật up chọn kính bên trái và bật up, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đường đỏ cấp cho motor. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn đường màu đỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi đây. Bây giờ sẽ vẽ đường đỏ cấp cho motor khi cái này nó chọn cứng bên trái đi ha, nó chọn cứng bên trái đây, thì giờ nó sẽ chọn cứng bên trái thì này nó sẽ dây đây, chúng ta coi ha, nó chọn cứng bên trái thì chỗ này nó sẽ nối đến đây. Đây. Đó, chọn cái bên trái thì cái bên đây nó cũng thay đổi theo luôn. Rồi thế bây giờ cái đường điện nó sẽ đi vậy. Bây giờ chúng ta có chọn kính bên trái và điều khiển up đây, up đây, thì chúng ta sẽ cho cái này nó nhảy lên đây, up bên này, nên đường này nó sẽ nhảy lên đây. Rồi bây giờ nè, bắt đầu đường điện nó đi như thế này nè. Đầu tiên dương từ đây đi xuống, bây giờ nó sẽ qua đây. Đây chúng ta thấy nó không có nối đây ha, nó nối là nó đâu, đường này nó sẽ đi đường như đây. Cho bây giờ chỗ này nó bật up nè. Rồi bật up rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ thấy nó sẽ đi đường như vậy qua đây. Rồi vào chân số 3 của R15. Kính này là kính bên trái, thấy không? Đây. Đề bài yêu cầu là cấp điện dương thôi. Thì chúng ta vẽ tới đây ha. Đó, cấp điện dương. Đây, vẽ đường màu đỏ cấp điện dương cho cái motor. Thì cái motor này chính là cái motor bên trái. Đây nè. Chọn trái nè. Đây chọn trái và chúng ta điều khiển up đây. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vẽ được màu xanh, xanh da trời cho cái đường cấp âm.
Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ được màu xanh da trời cấp âm. Rồi bây giờ đường cấp âm của nó như sau. Rồi đường cấp âm của nó là vậy. Đây đường cấp âm này. Đây. Nó đi qua cái công tắc này thì công tắc này lúc này nó đang bật là ban đầu ban đang bật là up nên nó sẽ đi đường này. Rồi, để đi vào mát. Rồi đi về mát. Rồi đây chúng ta rồi chúng ta sẽ nhìn tổng hợp lại đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua bên đây. Để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn đây. Cái mục đích của cái bài tập của TOTA này là người ta muốn cho chúng ta thấy chúng ta hiểu được cái mạch cấp nguồn dương cho cái tải là cái motor này và cái mạch cấp điện nguồn âm cho cái motor này. Khi chúng ta đã nắm được cái mạch dương và mạch âm như vậy chúng ta sẽ có cách kiểm tra nó chính xác.